Còn về bố mẹ thì rất là hối. À, nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế, đến nỗi mẹ ghen ghét cho anh hàng xóm. Mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy, nhưng mà em thì không thích ạ. À, ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết, nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Phải bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Rồi đó. Có cái thật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái nhiều, có mấy mối tình rồi? Dạ, hai mối tình ạ. Nhát gái cũng được hai mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ cũng hơn một năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy là cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một thời gian thì mình không có hợp nhau. Em nhát gái là làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được bạn người bạn đó? Em thì nhát gái em toàn quen qua mạng, lúc đầu quen qua mạng không ạ? À. Chứ thực tế bên ngoài thì coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em thấy là cũng khó động đó. Ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì. Hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy? Dạ, ý mà cái rung động đó thì chị, thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi, chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử rồi. Xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Bên đây tình trường mình sao em gái? Dạ, tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Dạ. Rồi em quen, đếm người được quen 100 ngày, đúng 100 ngày chia tay hả? Dạ, em giống như là có cái, không biết sao á, mà em quen ai, ba người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái huyền, bà nói có cái huyền đó ha. 3 mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lại hết trơn hả? Vâng ạ. Dạ, bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ quá được ạ. Được. Rồi gì nữa? À em cũng thích vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em á là vẻ đẹp nó phải toát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á ngồi ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con, mà con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc, cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính ạ. Còn những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc, làm rất là bận rộn mà trong một tập thể á, là em thấy ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể ạ. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi. Là coi như lấy. Dạ đúng rồi. Còn về bố má thì rất là hối. Hối? À, à nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà ghen ghét cho một anh hàng xóm. À, mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. À ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết, nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Phải bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có đồng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai cũng được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không. Chứ chào chú. Cũng hơi hổng tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi nha. Rồi cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây không hiền có lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không. Cháu chỉ nói một lần. Cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần, một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó. Lần thứ ba phải bờ luôn. Lần đầu sai thì nói luôn đi. Em thấy lần đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì? Đúng rồi, bỏ qua làm gì nói luôn đi. Cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra. Thì lần người thứ ta hai biết em thì nói sẽ anh sửa. Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tao em già nè em sẽ cưới. Liên quan gì?
Em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. Nên để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh. Ví dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Và em không đồng ý. Hồi nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. À mình có đội tóc dài không được? Trời ơi. Chừng nào đám cưới được em? Dạ em thì lúc nào cũng được mà chắc sang năm cũng được chị. Sang năm? Dạ. Có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế nào được ạ? Mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau gì? Tính sau là tính nào tính luôn, cô nghe cô được cô mới sắp xếp chứ. Thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. Có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu, làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. Rồi chào cô. Dạ chào cô. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Dạ. Cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây trước nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. Là độ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình nó thấy hợp lý chưa? Dạ nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Hôm nay em gái đi với ai? Em đi với chị gái ruột, em gái ruột và các bạn ạ. Dạ em xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường, chào bạn Nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh. Cho mình xin hỏi bạn Nam bên đây một câu được không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok. Hút thuốc có không? Dạ không. Trai gái có không? Họ chưa có người. Chỉ có. Ngát mà không. Rượu chè, cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ, vậy là hoàn hảo rồi. Tại vì vẻ bên ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉnh chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn nên bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào. Anh có món quà này muốn tặng em. Dạ em cảm ơn, em cũng có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn. Rồi chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. Anh thấy em cũng xinh. Em cũng thấy anh xinh. Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh muốn mấy đứa? Vừa vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là Bắp Đăng Bơ, một đứa là Coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? Vậy cũng được. Đặt trà sữa hả? Nhưng bạn nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cặp vô mới cái là em có hay vào thành phố ha? Em ở khúc nào vậy? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Ngay Đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. Thế cũng gần mà. Anh ở bên chỗ chị An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? Chắc khoảng 2 lần. Một lần giữa tuần, lần cuối tuần. Tuy nhiều đấy nhở. Thấy cũng bình thường mà. Trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. Khi mà hẹn hò thì em nhường anh. Còn khi mà về nhà rồi thì về vẫn chi trả những em. Anh thấy thì sao? Chưa đấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? Có rung gì chưa? Có rung em thấy cũng được hơi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con đặt tên con luôn rồi. Choáng quá. Tí nữa em có rảnh luôn không? Dạ có ạ. Em nghĩ... thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? Không. Không có vé đâu xem phim. Có chương trình tặng mà, em thấy có mà. Đâu, cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy?
tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì ăn cho đỡ nhạt miệng. Miệng em nhạt không hay em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày xưa có một chuyện tình. Ý nghĩa là cho cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy cái chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi rung đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Dễ hả? Nào ta cùng bấm 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 bấm. Ta cùng yêu 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 yêu. Ta cùng cười 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 cười. Đơn giản vậy, bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy, nhát gái phải không? Đứng lên, cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè. Ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho rung đi. Anh hơi run. Nói gì đó với cổ đi, cổ em thích lãng mạn lắm, cổ đọc chuyện này kia bình không thường. À? Anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. Đi bấm nút nha. Rồi. Rồi để tay đặt bấm, em, bấm nha hai bạn đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha. Chứ không phải bấm nút để đi chơi, coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. Một, hai, ba. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? Thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh họ Phạm. Phạm gì? Phạm cô cá, Phạm bắp răng bơ. Đây là những vết phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn. Trời ông hôn mà ông dán tóc ông chép chép trước nè. Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Rồi mời hai bạn. Đó. Chào em. Dạ em chào. Anh gửi em bó hoa với lại món quà là gì em? Dạ em cảm ơn anh. Đây là quà anh lựa. Dạ, dạ nón em. Dạ nón chị. Dạo này nó nắng lắm. Cái nón để hy vọng có ngày em đi biển đội với anh ha. Đó. Dạ. Anh là anh không biết cái em cái size nào. Dạ. Lấy tới ba cái luôn. Trời ơi. Em quay cho mẹ coi. Dễ thương không mẹ? Còn cái này đó, còn này thử 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 cái khác. Đây đây đây. Còn cái này đó, cái này là để đi chơi với anh đội nha, cái đi biển. Đó. Dễ thương chưa? Đó. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Vừa hết phải không? Dạ. Vừa hết đúng không? Dạ được hết. Được. Quá chu đáo ha. Ba cái. Ăn bánh tráng trộn giờ lời dữ lắm. Dạ. Chị biết luôn, biết hết. 10.000 mà vốn có 2.000. Em tên Thủy. Anh là tên Tuấn. Dạ, em anh chào. Là anh là em hồi nãy anh chưa có nghe là em ở quận mấy? Em ở quận 8 ạ. À. Quận 8. Ở đường nào em? Ở đường Phạm Thế Hiển. Rồi anh biết đường đó. Rồi gần Xâm Đạo không? Dạ không ạ. Rồi. Em ở gần chợ Nhị Hiên Đường. Chợ Nhị Hiên Đường hả? Dạ. Em lần đầu tiên em cảm nhận với anh như thế nào? Em thấy anh được. Anh được. Anh có đẹp trai không? Anh có đẹp trai không? Dạ đẹp. Dạ đẹp. Mặc áo ấy luôn. Nè gái mới lớn ta chưa có bạn trai, chưa nắm tay đó nha ông. Lanh quá. Anh cảm nhận đầu tiên gì em là em có đồng điếu đúng. Dạ. Với anh luôn. Dạ, em dễ thương quá. Cảm ơn anh. Em cười rất là đẹp. Anh cũng hy vọng anh thấy em cười hoài. Đó. Anh mua cái bó bông này là hoa hồng mà
cam đỏ này là ý nghĩa là Lê em lúc nào cũng muốn em lúc nào cũng mình nồng cháy, rực lửa trong mắt anh. Ngay cả phim vào bếp, em giữa chén đều phải rực lửa. Đó, ý anh. Dạ, em cảm ơn. Đó. Anh thì con người nó cũng nhiệt huyết lắm, nên hy vọng em cho anh cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu và để cho mẹ anh với mẹ em là có thể là ngồi uống chung rượu mừng. Dạ. Đó. Anh rất mong rồi đó. Vụ vụ gì hồi nãy nói tặng bạn gái. À đúng rồi, anh sẽ hát một ca khúc để hát tặng em và tất cả mọi người ở đây. Ca khúc Qua Cài Mái Tóc. Đứng lên biểu diễn luôn. Nhìn cổ nha, diễn cho cổ coi kìa. Mẹ Việt Nam anh người sáng quát, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, lại mình nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài, về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Rồi ơi. Thôi, về Tuấn, Tuấn về Tuấn ha. À, chị đứng đây chưa Tuấn. Dạ. Có thể bài này không được phát ha. Em hát bài khác đi. Có thể bài này nằm trong cái bài cấm là hát bài khác nào vui y chang vậy đi. Dạ được, dạ được. Ừ. Rồi. Nào. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh yêu em yêu thật lòng, anh yêu em thì chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thanh thơi. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bấm lai hòa nhạc. Bao gian chân khổ lụy trần sang anh gom vào mây. Bao gian chân đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay bút thần anh tô hòa tranh. Đem sức chai xây đền đài găm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn, bằng tình yêu say đắm. Không dối sang không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu em phải ngơ ngàn. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thăm tình, trên chuyến xe tốc hành tình anh. Rồi quá hay, quá hay. Được, dễ thương. Em gái có hát lại bài gì không con? Dạ con hơi bất cỡ. Hát đi em, hát đi em, có anh cổ vũ chưa? Anh sẽ đứng bên cạnh em, hát đi em. Dạ em xin tặng anh và quý vị khán giả và chú Quyền Linh và các và cô Cát Tường một bài hát dễ thương nhưng mà đoạn nhỏ thôi. Rồi để đây quý vị xuống. Thấp xuống che để... cái mặt rồi. Dạ. Đừng có núp vô bao bông nữa. Thay cho em bình tĩnh cái đó. Hết anh, sâu ghê. Anh làm quá không? Dạ. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng. Con người mang cho em một bao to những món quà. Và trong ấy bước ra là chàng hoàng tử quá ư xinh trai. Wow. Đến bên em và nhẹ nhàng hôn vào tai. Ồ, quá hay quý vị. Vâng, xin cảm ơn em. Ông làm quá, người ta hồi hộp, người ta rung mà ông còn sáp sáp vô hoài. Phải sáp để bảo vệ chị, chứ phải sáp ý đồ. Đây có ai làm gì đâu mà bảo vệ cổ. Rồi bây giờ vô chuyện tình yêu đi. Bắt mà sức qua thơm phức luôn. Một phút nữa, vô chuyện tình yêu đi. Bàn với cổ hẹn hò sao. Giờ bán quán vậy rồi đưa cổ đi chơi cái lúc nào. Bao lâu tiến tới hôn nhân. Bàn với cổ đi. Thì trước giờ anh lo công việc quá. Dạ. Hôm nay cũng hơn nửa là rồi rồi. Nên giờ thời gian anh sẽ dành lại, rảnh sẽ dành cho người yêu. Thì anh cũng hy vọng Gò Vấp ở quận 8 thì nó cũng không xa. Thì anh em nghĩ là mình hẹn hò trong tuần giờ nào hay thời gian nào em rảnh nhất? Em thì làm suốt, chỉ có chủ nhật thì được nghỉ thôi. Thì cũng làm về 5 giờ. À 5 giờ, về qua 6 giờ đi chơi được rồi đúng không? Dạ, được đi rồi cái tiệm ai bán? Dạ không, có tiệm thì em giao cho người khác bán chị. Em có muốn sinh viên bán mà chị. Mình làm chủ thôi phải không? Nên, em thường em thích đi đâu chơi? Em mù đường á, phải không? Em mù đường. Đi đâu. Vậy là chuyến này mình hai đứa mình quen nhau á, đi xem phim xong á, thì cỡ cuối tuần này anh xin phép mẹ với lại chị em sẽ đưa em đi biển, cho em đổi cái nón để chụp hình với anh. Hen. Dạ, dạ được ạ. Dạ được ạ. Em có nói gì anh không? Hay hết đẹp trai quá, bất ngờ rồi. Dạ, em cảm nhận đầu tiên của em đối với anh là em thấy anh chân thật và dễ thương. Dễ thương, cảm ơn. Vui vẻ, hòa đồng. Vâng. Sau này làm chồng tương lai em có hãnh diện không? Dạ. Hãnh diện gì trời? Anh sẽ làm cho em rất hãnh diện và nhà em cũng rất 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 hãnh diện. Ví dụ làm gì cụ thể nói dạ.
Vậy làm gì cũng thì sẽ là thì đối với sự thế hay là quan tâm bà con dòng họ cô bác anh chị trong gia đình em đến đâu sẽ là cái tiếng cười đó. Nhà em khi mà anh về làm gỡ nhà em thì nhà em lúc nào cũng có tiếng cười. Dạ, sáng thì sáng đó. Cười chiều cười tối cười khuya nhiều khi cũng cười á. anh chọt cho em cười. Dạ. Sau này giảm chút được. Sau này kết hôn thì kinh tế trong tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Trước mắt để anh giữ. Không em còn nhỏ với em chưa có rành giữ đi chưa có chắc. Khi nào em chắc. Không em rành đó. Tiền em biết em rành rồi nhưng mà rành thì cũng nhiều khi nó có nhiều thứ để anh nắm rõ hơn anh giữ cho. Giờ phần phần từ về sau này của chồng công vợ mà sẽ có phần em trong đó em sẽ giữ. Chị sao chị có thắc mắc gì không chị? Thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao? Không phát tiền em đưa tiền tháng rồi đó. Đó. Tháng đưa nhiêu hả? Thì tùy anh. Tùy thì nói bao chung nhiêu là... phần trăm của em nói nghe coi. Giờ dạ. Em làm ra 10 phần tháng em phát vợ mấy phần? 5 phần. 5 phần kia giữ lại làm gì? 5 phần em giữ lại để em lo vợ sau này. Em sẽ dành cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng. Cái này là gọi là bí mật đó, để riêng. Lành quá ăn hiếp vợ không? Không ăn hiếp đâu chị. Em trước về em hiền. Anh biết em hiền. Anh Vinh em biết em hiền rồi. Anh cũng hiền lắm. Nhưng mà anh không bao giờ ăn hiếp em. Không giờ ăn mà cũng không giờ làm gì hết trơn. Rồi giờ nhắm cái vụ mà cái giấy khám tinh trùng hồi nãy đó. Dạ rồi. Nhắm sinh được mấy đứa con? Em xác định 2 đứa chị. Và coi bói người ta nói là trai đầu lòng á. Trai đầu lòng hả? Trai đầu lòng em. Ráng bơi cho tới nha. Bơi cho tới nha. Dạ có. Mà em thích gái à? Em thích gái à? Cũng được. Gái trai ăn thua mình thỏa thuận à. Ăn thua hai cái kia nó thỏa thuận với nhau thôi. Ừ chứ. Hai đứa nào thỏa thuận? Dạ. Hai đứa nào thỏa thuận? Hai đứa trong bản thân nhau nó tự thỏa thuận trong cái gì đó anh. Sau này về mới biết cho anh. Nó tự nói chuyện với nhau. Ờ ít e ít z gì đó. Nó ra cái gì ra. Chứ giờ chưa biết được. Nhưng mà tin là như sức khỏe anh tốt. Rồi bây giờ nhìn cổ là thấy là cái gì đó môi nãy nó sao? Không môi trái tim đẹp chị. Môi trên môi dưới tim, có đồng tiền. Môi trên môi dưới môi nào cũng đẹp hết trơn á. Ờ mũi mắt mũi miệng đẹp, nói chung mặt thanh tú. Chuẩn hết phải không? Dạ có cô này có hậu. Da trắng. Da cũng trắng. Được, có gì nữa mà không ổn nữa không? Không. Mấy điểm? Này hay gì? Nè em nghe anh nói là anh không thích người mập, mày mập á. Không em mập rồi từ em về em ở với anh là em sẽ đứng mấy chân trộn với lại em ốm à. Đó. Anh tính rồi anh tới trường hao rồi. Yên tâm. Anh trường hao. Cái gì em cũng nói được hết không? Dạ thì dân buôn bán mà anh. Em chưa bị tinh thần rồi. Thôi được rồi bây giờ nè lắng động lại nè. Nghiêm túc. Một câu chân thành nhất để quyết định cổ bấm nút hay không. Nhiều khi nói quá cổ quản cổ cười cười cổ không bấm á. Vậy đúng rồi. Nói sao mà chân thành nhất để mình có thể thuyết phục được cô gái ấy hiện tại. Lần đầu tiên gặp gỡ em cảm thấy như thế nào? Hiện tại anh cảm thấy như thế nào? Và anh mong muốn điều gì? Phải hứa điều gì? Phải nói nghiêm túc một chút xíu. Nãy giờ cờ rỡn không à? Bây giờ là anh trước mặt tất cả mọi người ở trường quay, trước mặt mẹ anh và mẹ em và toàn thể mọi người đây, thì anh đến với em trong số trên nước Việt Nam này 93, hơn 93 triệu người mà mình được ngồi đến đây cũng là một cái cơ duyên rồi. Tuy anh biết anh em hiền, thì những phần còn lại mà em không tốt thì anh sẽ hỗ trợ em. Và anh chắc chắn là một điều, em là bạn gái và này có là vợ anh thì em luôn luôn là hạnh phúc và tốt nhất anh sẽ dành cho em tất cả những thứ mà anh có được, tất cả đó là những lời xuất phát từ con tim của anh. Dạ cảm ơn. Nói nghiêm túc và tôi cũng thấy mắc cười. Nói hay lắm nhưng nhớ nha, những gì nói đã lập biên bản hết rồi nha, em. Sau này phải làm y chang như vậy nha, con người ta hiền lắm đó nha. Đúng nha cưng. Dạ. Nghĩ thật kỹ rồi để tay đút bấm bên kia đó. Để em ngồi tướng cho đẹp. Mọi đầu tuốt dưới vậy ở trên. Ủa? Em mọi dưới quen rồi chị. Sao? Bớt lại đi nha. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Trò chuyện rồi đủ để cảm nhận được nhau. Quyền quyết định là của hai bạn, không ai ép hai bạn hết. Mình rung động, mình bấm. Không rung động, không bấm. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để đùa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chàng trai rất là lanh nhưng cũng rất là chân thành. Bản lĩnh, một cô gái hiền lành, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu lần nào. Rất là chân thành, hai bạn hãy tự quyết định và đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Chúc mừng. Đó. Nắm tay nhau đi. Đó. Bây giờ đó chính thức xin phép gia đình của cô gái đi. Xin bà Sáu nè, xin mẹ cô gái nữa. Dạ con xin phép bác gái, xin phép bà Sáu.
cho con được cơ hội tìm hiểu em Thủy, và con hứa sẽ chăm sóc em Thủy để cũng như bác từng chăm sóc em từ đó đến giờ. Rồi sao? Cô gái này chưa được nắm tay, chưa hôn bao giờ. Phải xin mẹ trước chứ đâu phải xin nào. Không, em hỏi ấm không? Ấm không? Dạ, con xin phép bác gái cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má em Thủy. Anh hôn em nha. Hôn, hôn má. Hôn môi hả? Ăn kỹ thuật kêu nha em. Trời ơi. Đây nè. Một lần nữa nha, trước mặt tụi anh ha. Hứa đàng hoàng nha. Sao anh cũng run quá. Cô gái này rất là hiền, nhớ chăm sóc kỹ nha. Dạ rồi. Mà đối xử là không tốt cô gái là tụi anh tìm tới nhà luôn đó nha. Dạ. Hốt hết bánh trời tráng trộn luôn á. Dạ. Giỡn này rồi, dễ thương lắm nha. Cố gắng chăm sóc lẫn nhau. Dạ. Yêu thật lòng nha. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn đến đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn nha. Chúc các bạn hạnh phúc.